Xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị các bạn đang xem video này. Tôi sẽ nói về một cái khóa học mà tất cả các anh chị đều đang rất là muốn được học trực tiếp và được thực hành trực tiếp để mà tăng doanh số bán hàng bằng phương pháp livestream bán hàng. Tên khóa học là Livestream Thực Chiến Nghìn Đơn. Vâng, tên tôi là Phan Anh và là giảng viên đại học, là một chuyên gia về Digital Marketing từ năm 2008 đến nay. Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn toàn bộ nội dung của cái khóa học Livestream Thực Chiến Nghìn Đơn này thông qua một sơ đồ mind map. Tôi rất là thích dùng sơ đồ mind map để làm gì? Để hướng dẫn cho các bạn cho nó dễ. Nó sẽ gồm 11 cái chủ đề sau đây. Thì các bạn vui lòng xem một chút và sau đó thì các bạn có thể tải cái file này. Tôi sẽ gửi cho các bạn cái file mind map này. Vâng, đầu tiên là vì sao nên livestream bán hàng, đúng không ạ? Rõ ràng là livestream là một cái phương thức bán hàng rất là tốt và không mất chi phí, hoàn toàn không mất chi phí. Chúng ta không mất tiền mặt bằng, chúng ta không mất tiền thuê nhân sự, rồi thì thuê trang trí, rồi không mất tiền thuế má khấu hao vân vân. Đây là một kênh bán hàng rất là tốt, chi phí gần như có thể nói là bằng không. Tôi có thể ngồi nhà tôi livestream như này, tôi bán hàng và cũng có hàng chục, thậm chí hàng trăm người xem, hàng nghìn người xem nếu mà tôi là một streamer nổi tiếng. Đấy, đúng ạ, thậm chí là như những người mà rất nổi tiếng, người ta có thể livestream lên đến hàng trăm nghìn người xem. Vâng, và khi mà mình không bị mất nhiều chi phí bán hàng thì giá thành của sản phẩm nó sẽ được rẻ đi, nó không bị đội giá. Tại sao các mặt bằng mình thuê ngoài phố mấy chục triệu, thậm chí cả trăm triệu thì cái sản phẩm nó sẽ phải gánh cái chi phí này, nó sẽ đội giá thành lên và vì thế cái sức cạnh tranh của chúng ta nó bị yếu đi. Mà trong khi đó chúng ta bán hàng livestream thì cái giá thành nó giảm xuống, biên độ lợi nhuận của chúng ta thấp, chỉ cần 1,3 đến 1,5 lần là ta đã rất là ok rồi. Thì chúng ta tạo được một cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn trong kinh doanh. Và chúng ta cũng có thể bán được số lượng đơn hàng khủng, ít thì vài chục đơn một ngày, nhiều thì vài trăm đơn, thậm chí là vài nghìn đơn với những cái sản phẩm như thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện, hàng tiêu dùng thì hoàn toàn có thể có được cái số lượng đơn như vậy. Nhưng tất nhiên chúng ta phải có chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, cái nọ bù cho cái kia. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ bán một sản phẩm thôi thì chúng ta không thể nào mà có được hàng nghìn đơn như chúng ta vẫn tưởng tượng đâu. Đấy, cách vận hành thì rất đơn giản, livestream trò chuyện với khách hàng, tư vấn và chốt đơn, sau đó là đóng hàng, ship hàng và giao hàng cho khách hàng. Đó, và tương tác một chiều với khách hàng rất là thuận lợi. Khách hàng thì comment, còn mình thì nói, mình thì khoe, đúng không ạ? Mình thì giới thiệu cái sản phẩm như này, cái áo như này rất là đẹp, vân vân, chất liệu rất là tốt, vân vân, giá chỉ từ bao nhiêu đó. Vâng, các bạn hãy mua hàng đi. Vâng, xin chào, lâu lắm rồi mới gặp anh Phan Anh, vân vân, anh hãy mua hàng ủng hộ cho bọn em. Lần trước anh đã nhận được đơn hàng chưa, vân vân. Đó, tức là cái cách vận hành, cách bán hàng nó rất là đơn giản và thực sự là một kênh rất hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. Khi mà người mua cũng thích mua hàng bằng livestream và người bán cũng thích bán bằng livestream, nó rất là có những cái lợi thế rất là lớn. Và đặc biệt là ở thị trường Trung Quốc thì nó có một cái ngành công nghiệp livestream bán hàng, từ bà con nông dân cho đến ngôi sao điện ảnh, cho đến ngôi sao ca nhạc đều livestream bán hàng hết. Ông thầy giáo cũng livestream bán hàng, cô ca sĩ cũng livestream bán hàng, chứ không phải ở Việt Nam này chỉ có những người bán hàng online mới livestream bán hàng. Cho nên nếu các anh chị, các bác là những người nông dân, là những người mà tạo ra sản phẩm từ nông sản cho đến hàng hóa, cho đến những cái sản phẩm tiêu dùng, thời trang, quần áo, phụ kiện, nước hoa, đồ dùng vân vân, thì livestream là một kênh bán hàng rất tốt, phù hợp cho mọi người. Tôi sẽ tư vấn cho mọi người cái chiến lược lựa chọn sản phẩm livestream cho nó phù hợp. Bởi vì sao? Bởi vì là không phải sản phẩm nào chúng ta cũng livestream cũng thành công, nên là chúng ta phải có sản phẩm phù hợp. Tiếp tục, ví dụ như đó là những cái sản phẩm hàng tiêu dùng có giá cả hợp lý, biên độ lợi nhuận hợp lý đối với chúng ta. Chúng ta có thể là có lợi thế về sản xuất, hoặc là chúng ta có thể nhập những cái hàng thanh lý về chúng ta bán. Vâng, thứ ba là về công cụ livestream thì hiện nay ở Việt Nam chúng ta có thể sử dụng Facebook, TikTok và YouTube. Trong Facebook thì chúng ta có thể livestream trên Facebook Profile, Facebook Fanpage, Facebook Group, TikTok, đúng không ạ? Và YouTube chúng ta cũng có thể livestream được. Ok, phần thứ tư thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị những cái phần chuẩn bị liên quan đến hoạt động livestream. Đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Ví dụ như phần cứng gồm những cái gì, thiết lập phòng ra làm sao, điện thoại, máy tính, máy quay, chân máy, rồi thì
các phần mềm kết nối, phần mềm live stream, phần mềm chuyển đổi, phần mềm chốt đơn, mạng internet phải khủng để nó không bị giật, nó không bị lag, đúng không ạ? Vâng, lên danh mục sản phẩm cho nó phù hợp để bán. Tổ chức hoạt động truyền thông trước, trong và sau live stream, trước, trong và sau live stream thường xuyên liên tục, thường xuyên liên tục. Đặc biệt là hoạt động truyền thông trước live stream. Các cái kỹ năng về live stream, kỹ năng viết kịch bản, kỹ năng tư vấn, kỹ năng chốt đơn. Đó. Xây dựng các chương trình bán hàng, chương trình khuyến mại, combo, tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn. Và thiết lập hay là setup một cái phòng live stream, ví dụ như là cái bối cảnh đằng sau trông như thế nào, ăn mặc ra làm sao, rồi ánh sáng làm sao cho nó cái hình nó đẹp, trang phục, lời nói, vân vân. Rồi tiếp tục là về nhân sự. Nhân sự live stream, ví dụ như là MC là trực tiếp mình làm hay mình có thể đi thuê, nhân sự hỗ trợ cho live stream cho mình, nhân sự chốt đơn, nhân sự đóng hàng, chăm sóc khách hàng, vân vân. Đấy, tư vấn, đào tạo về kỹ năng chốt đơn, nói chuyện trên live stream như thế nào. Đó. Và các cái vấn đề liên quan đến cá nhân của người live stream, thí dụ như là trang phục, thí dụ như là đầu tóc, trang điểm, đi đứng nói cười, cách thức mua vui, cách thức trò chuyện với khách hàng để mà thu hút, để mà giữ được mắt xem, để mà tăng được lượt mắt xem, để mà chốt được đơn hàng. Thứ năm là chúng ta sẽ xây dựng kịch bản để viết các kịch bản live stream. Chúng ta có kịch bản live stream bán hàng, kịch bản mô tả sản phẩm, các cái kịch bản giải trí, rồi xây dựng các cái chương trình bán hàng, rồi kỹ năng chốt đơn. Và nội dung thứ sáu của cái khóa học này đấy là chúng ta sẽ thực hành live stream bán sản phẩm trực tiếp ở trên lớp. Sản phẩm là của học viên hoặc là của giảng viên đưa cho. Và chúng ta có cái phần thời lượng là live stream đứng bật điện thoại lên và live trực tiếp, live thật để bán hàng. Và có cuộc thi để chúng ta xem là ai sẽ bán được nhiều hàng nhất trong cái thời gian mà chúng ta học live stream. Các cái cách live stream bây giờ thì trên thị trường có những cách như thế nào? Ví dụ như live stream bán hàng, live stream tư vấn, live stream giải trí, live stream đấu giá, và live stream những cái video có sẵn hay còn gọi là live stream nguội bằng phần mềm. Nội dung thứ 8 mà tôi muốn trình bày với các anh chị, nội dung thứ 8 đó là gì? Hoạt động truyền thông trước live stream, hoạt động truyền thông chuẩn bị trước live stream vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Chuẩn bị các kênh Facebook, TikTok, YouTube, ok, fanpage của mình, group của mình. Đấy, lượt theo dõi, lượt thích, lượt thành viên của nhóm. Đấy, số lượng mắt xem, tỷ lệ chốt đơn, vân vân. Rồi chạy quảng cáo cho Facebook Ads và live stream Ads cho hoạt động live stream nhé. Cho hoạt động live stream. Đây thì cái này là nội dung số 9 tôi sẽ dạy cho mọi người. Chúng ta có thể quảng cáo live stream trực tiếp, bài live stream trực tiếp trên Facebook. Quảng cáo bài live stream không trực tiếp. Đấy, nếu là một cái mẹo chúng ta sẽ làm. Quảng cáo bài live stream mà đã live stream rồi. Đấy, để tăng thu hút, để tăng đơn. Hoặc là quảng cáo tăng lượt theo dõi cho fanpage hoặc cho kênh để có thêm lượt theo dõi cho kênh để chúng ta live stream lần tiếp theo nữa. Bởi vì lịch trình của chúng ta sẽ live stream hàng ngày, hàng tuần. Đấy. Chúng ta cũng có thể là chạy quảng cáo video giả live stream để chạy quảng cáo bán hàng. Đây cũng là một cái mẹo chúng ta cũng phải học riêng về live stream. Và cái buổi live stream của chúng ta cũng sẽ phải quay video lại và sau đó thì cắt nó ra để đưa lên TikTok, để đưa lên Facebook Reels, còn gọi là thước phim, và YouTube Short hay còn gọi là video ngắn, để tận dụng để bán hàng, để tạo lợi thế cho mình. Vâng, và tôi sẽ giới thiệu một số những cái phần mềm live stream trực tiếp như là GoStream hay là StreamAd, vân vân. Phần mềm live stream có sẵn trên nền tảng Facebook, phần mềm live stream cho TikTok, cho YouTube, và đặc biệt là các cái phần mềm live stream nguội. Vâng, chương trình học tập của tôi thì dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày liên tục. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật. 3 ngày liên tục học từ 8:30 đến 17:30. Hoặc là nếu mà mọi người có thể ở lại hỏi thêm nữa. Còn nếu mà học theo buổi thì chương trình sẽ gồm 6 buổi. Mỗi buổi 2,5 giờ học buổi tối. Từ 6:30 tối cho đến 9 giờ. Và trực tiếp là do thầy Nguyễn Phan Anh là tôi giảng dạy và cộng với ekip của công ty của tôi. Học trực tiếp nha, học trực tiếp. Thế còn nếu mà các anh chị mà muốn mời tôi về giảng dạy cho doanh nghiệp của mình, hoặc là cho mình học một hoặc học coaching hoặc in-house cho doanh nghiệp cũng ok. Đấy. Học phí dự kiến ở đây thì tôi để học phí là niêm yết một cái khóa này là 10 triệu.
và học phí khuyến mại là 6 triệu cho một người một khóa học. Và nếu các bạn đăng ký theo nhóm thì sẽ là 15 triệu cho 3 người, tức là 5 triệu một người một khóa học, nhưng mà với nhóm 3 người trở lên. Tài nguyên hỗ trợ cho mọi người đó là cái bộ video về khóa học live stream. Các bạn thấy tôi làm những cái bộ video rất là kỹ, tài liệu về live stream, kịch bản về live stream, kỹ năng live stream mẫu, tư vấn và setup phòng live stream cho học viên. Thông tin về tôi là giảng viên đại học. Hiện nay thì tôi đang công tác tại khoa hệ thống thông tin và thương mại điện tử của trường đại học thương mại từ năm 2008 đến nay. Vâng, đấy là cái công việc chính. Thế còn kiếm tiền chính thì tôi đi đào tạo, tư vấn và triển khai các hoạt động về kinh doanh online, về marketing online, quảng cáo trực tuyến và live stream, trực tiếp chạy quảng cáo và tư vấn cho rất nhiều các khách hàng. Về trình độ học vấn thì tôi hiện nay đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ và có bằng thạc sĩ MBA của Pháp về quản trị kinh doanh, bằng thạc sĩ luật về luật kinh doanh. Và kinh nghiệm làm đào tạo thì các bạn có thể check của tôi đã đào tạo từ năm 2008 đến bây giờ. Một số cuốn sách đã viết như là Facebook, Marketing Online, Content Marketing, các bạn có thể tìm tác giả Nguyễn Phan Anh là tôi. Vâng, các bạn có thể đăng ký khóa học thông qua số điện thoại 0989 62388, gọi hoặc là Zalo đều được. Facebook là Phan Anh Online và email cũng là phananhonline@gmail.com. Thế thì ví dụ như đây tôi sẽ cho các bạn xem để tôi chứng minh rằng là tôi đã live stream từ rất lâu rồi, đúng không ạ? Đây, đấy, những cái chương trình live stream bán đá quý từ cho khách hàng từ 2018, live stream đấu giá bán đá quý. Các bạn có thể check ở trên trên Facebook của tôi, có mặt tôi. Hoặc là đây là live stream tư vấn. Vâng, live stream tư vấn trên Facebook cá nhân. Đấy. Đây cũng là live stream để tư vấn cho khách hàng cũng như cho học viên. Rất nhiều cách để làm, đúng không ạ? Vâng, vẫn là cái đằng sau của tôi thôi, nhưng mà trông nó đã khác đi một chút. Đấy, đây là live stream với cả người nước ngoài. Vâng, đây là một ông người Nga. Ông này người Nga live stream bán hổ phách, những cái sản phẩm rất là cao cấp. Đấy. Từ 2018. Đấy. Tôi chứng minh cho mọi người thấy rằng là tôi trực tiếp làm và trực tiếp đào tạo cho doanh nghiệp rất nhiều. Đấy. Đây là live stream với cả người nước ngoài luôn. Đấy. Ông này ông người Nga. Đấy. Ok. Như vậy là mọi người đã yên tâm rồi chứ ạ? Vâng, nếu các anh chị có nhu cầu học tập, tư vấn, đào tạo, nội bộ, coaching 1-1 thì các anh chị có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Xin chào.